Thưa quý vị, thị trường hàng hóa phiên giao dịch hôm qua giao dịch khá sôi động. Kết phiên, lực mua chiếm ưu thế hơn, hỗ trợ chỉ số MXV Index tăng thêm 0,14%, lên mức là 2.407 điểm. Trong cơ cấu giá trị giao dịch, nhóm năng lượng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trên 30%. Cụ thể thì kết phiên giá dầu WTI tăng 0,63% lên mức gần 83 đô la Mỹ một thùng, giá dầu Brent tăng 0,89% lên 85 đô la Mỹ một thùng, khí tự nhiên tăng mạnh 2,2% lên 5,35 đô la Mỹ một triệu đơn vị nhiệt Anh. Sáng sáng nay, theo giờ Việt Nam, thì Viện Dầu khí Mỹ API cho biết tồn kho dầu thương mại của các nước đã tăng 3,3% 3,3 triệu thùng so với mức dự đoán là tăng 1,9 triệu thùng trước đó của giới phân tích. Đây có thể sẽ là tuần tăng tồn kho thứ tư liên tiếp của Mỹ khi mà hoạt động lọc dầu khôi phục trở lại sau ảnh hưởng của cơn bão Ida trước đó. Tuy nhiên, theo số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, thì mức tồn kho này vẫn thấp hơn 63 triệu thùng so với hồi đầu năm và thấp hơn 6 triệu thùng so với thời điểm trước đại dịch COVID-19. Tác động tăng của thị trường dầu thô vẫn tiếp tục ảnh hưởng lên giá kim loại. Giá bạch kim tăng gần 0,9% lên mức là 1.047 đô la Mỹ một ounce. Giá quặng sắt tăng gần 0,3% lên 122 đô la Mỹ một tấn. Trong khi đó thì giá đồng lại điều chỉnh giảm 0,48% xuống còn 10.370 đô la Mỹ một tấn. Theo các chuyên gia tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam thì giá đồng có khả năng sẽ đảo chiều đi lên trong những phiên tới do những lo ngại liên quan đến nguồn cung đang lan rộng trên thị trường. Và thông tin này cũng đã kết thúc cho bản tin tài chính kinh doanh trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.